cáo phó. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Con, chồng, cha, anh, em, cậu, chú, ông của chúng tôi là ông Huỳnh Đăng Đông, pháp danh Quảng Minh Bình, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1963, nhằm năm Quý Mão tại Đà Nẵng, Việt Nam, đã từ trần lúc 11 giờ 48 phút tối ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ, nhằm ngày 20 tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu, hưởng dương 59 tuổi. Linh cữu được quàn tại Moore Funeral Home, 1219 North David Drive, Arlington, Texas 76012. Lễ nhập liệm vào lúc 1 giờ chiều ngày 1 tháng 12 năm 2021. Lễ viếng từ lúc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối thứ Sáu ngày 3 tháng 12 2021. Lễ truy điệu vào lúc 6 giờ sáng và lễ hạ huyệt vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Tang gia đồng khắp báo. Mẹ: bà Nguyễn Thị Hải. Vợ: Phan Thị Đại Trang. Con: Huỳnh Long Larry, Huỳnh Dũng Doric, Huỳnh Anh Athena, Huỳnh Diệu Diana. Gia đình anh chị Huỳnh Đăng Hưng, Huỳnh Thị Huệ và các cháu. Gia đình anh chị Huỳnh Đăng Hổ, Lê Thị Mỹ Ánh và các cháu. Gia đình anh chị Huỳnh Đăng Tâm, Trần Ngũ Mùi và các cháu. Gia đình anh chị Huỳnh Thị Cang, Trần Thành và các cháu. Gia đình anh chị Huỳnh Thị Thiệp, Nguyễn Đức Thông và các cháu. Gia đình anh chị Huỳnh Thị Thật, Đinh Phụng và các cháu. Em trai Huỳnh Đăng Quảng. Gia đình em Huỳnh Thị Kim Nga, Trương Thế Nguyên và các cháu. Gia đình em Huỳnh Thị Thu Thảo và các cháu. Em gái Huỳnh Thị Thái Hòa. Và các thân bằng quyến thuộc vô vàn thương tiếc nhớ con, chồng, cha, anh, em, cậu, chú, ông. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.